cũng trong sáng hôm qua tại trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, phòng giáo dục và đào tạo thành phố Long Xuyên tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc trung học cơ sở cấp thành phố năm học 2022-2023. Kỳ thi năm nay có sự tham gia của 411 học sinh khối lớp 9 đang theo học tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, dự thi các môn toán, tinh học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh và giáo dục công dân. Thí sinh dự thi đều có hành kiểm tốt, học lực từ khá trở lên, với điểm trung bình của môn đăng ký dự thi đạt từ 8, trở lên. Riêng với môn tinh học, nếu thí sinh không có điểm trung bình môn tinh học thì lấy điểm trung bình môn toán để thay thế. Đề thi được ra trong phạm vi toàn cấp trung học cơ sở, trong đó tập trung chủ yếu chương trình lớp 8 và lớp 9, nội dung có nâng cao theo hướng định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Căn cứ vào kết quả thi tuyển cấp thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ chọn ra đội tuyển tham dự dòng thi cấp tỉnh theo số lượng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở năm nay được tổ chức đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đánh giá chính xác năng lực học tập của học sinh. Đây cũng là dịp để các em học sinh thể hiện năng lực, khẳng định kết quả học tập, đồng thời góp phần thúc đẩy việc cải thiện, nâng cao chất lượng dạy gia học, phát hiện những học sinh có năng khiếu về các môn học để bồi dưỡng, đẩy mạnh phong trào, dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.